Chú cũng theo dõi nhiều cửa hàng lắm. Cả bên là chú hỏi công ty nó không trả lời. Coi kỹ bên đây rồi, thấy là bên đây thấy ưng ý hơn á. Ngày hôm nay thì mình đón tiếp hai cái chú khách ở đây từ Bình Dương lên tới cửa hàng quận 7 bên mình để mà chốt nguyên combo đằng sau lưng anh em nè. Đó, Nanomax Pro 369 đi, cái con lo đời mới nhất tại cửa hàng điện máy 369 của mình. Nói chung nói về điểm thì chú không có rành, nhưng mà nghe cái chất lượng thì chú nghe nó rất là ok. Dạ. À, hàng hãng thì chú tin tưởng hơn đúng không? Ừ. Chú biết hãng Nanomax này chưa? Đó giờ có từng nghe nó chưa? Nó từng nghe nhưng mà không có sử dụng nó. À. Đã cũng theo dõi chứ, phải theo dõi mới biết được. Mà bên con có những cái yếu tố nào mà khiến chú tin tưởng dữ vậy? Thì nói chung thì chú thấy cũng giao nhiều rồi, thấy cũng chất lượng. Ừ. Cũng lên mạng cũng theo dõi xem nhiều lắm. Dạ. À, thấy giao thấy cũng được, cũng chất lượng. Chung Nanomax thì đi nghe nhiều chỗ thấy được. À, là đã từng nghe rồi nhiều chỗ. Bây giờ đi tới chỗ thì nó đúng không? Dạ, nhưng mà khi mà hai chú tới đây rồi thì nó có đúng chính xác như những gì mà hai chú coi trên mạng không? Thấy đúng rồi, đúng, thấy đúng, tụi đúng. Con review đúng không? Có nói xạo xíu nào không? Đúng, đúng rồi. Thiệt nha. Nói thiệt cho trời. Thiệt mà, đã theo ưng ý rồi mới mua chứ không ưng ý thì mua chi. Đúng rồi. Trời ơi. Tôi cọc luôn nãy chưa. Nha, nè. Này không ai mướn nha. Không có ai mướn từ Bình Dương lên tới đây nữa để mà mua lo hết chứ. À, mình đã theo dõi rồi. Theo dõi nhiều lắm. Nó nhưng mà xuống tới nơi rồi, ưng ý rồi, chúng có mua chứ không ưng ý thì chúng mua làm gì? Dạ. Yeah. Anh em nào mà muốn sở hữu những cái con lo Nanomax Pro 369, 369i, 909 hoặc là Rosin thì cứ việc đến cửa hàng hoặc là cứ nhà đặt hàng đi, hàng hóa bên mình đảm bảo chất lượng nên là anh em sẽ thấy rất là tin tưởng. Bên mình hiện tại có tới 5 chi nhánh rồi. À, và không thể nào mà làm bậy được. Nên anh em cứ việc tin tưởng và đặt hàng nha. Chúng ta xài này vừa xài ok, vừa dập sân khấu nhặt vừa nhà vườn cũng được. Quá ok rồi, quá ngon anh. Nãy giờ cho tụi con được mấy điểm cho anh em 10 ta? Chất lượng rồi cách phục vụ tư vấn thôi, chú dư lợi điểm thôi cho 9 điểm á. 9 điểm là lợi giỏi rồi. Rồi ngon anh. Dạ, cảm ơn chú. Rồi ok, xin chào. Rồi ngồi tay chú cái. Dạ.